Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, trận động đất có độ lớn 3 độ Richter đã xảy ra tại tỉnh Hà Giang, may mắn không gây thương vong về người và tài sản. Trận động đất xảy ra lúc 5 giờ 42 phút, có độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km, xảy ra tại khu vực thành phố Hà Giang. Một số người dân cảm nhận rung lắc nhẹ vào thời điểm xảy ra. Trận động đất được nhận định ít khả năng gây ra rủi ro thiên tai. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần Viện Vật lý Địa cầu cho biết vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Thưa quý vị, khảo sát mức độ miễn dịch cộng đồng trên 839 mẫu huyết thanh của người dân, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 98% có kháng thể ngừa COVID-19. Việc khảo sát nhằm đánh giá mức độ miễn dịch cộng đồng sau giai đoạn thành phố trở thành tâm dịch COVID-19 khốc liệt và sau nỗ lực triển khai tiêm vaccine. Để thực hiện khảo sát lần này, 839 người đã được chọn ngẫu nhiên ở mọi độ tuổi từ 0 đến trên 70 tuổi, chọn ngẫu nhiên giới tính và các khu vực địa lý khác nhau trên địa bàn thành phố. Từ kết quả khảo sát này, ngành y tế kêu gọi người dân thành phố có trách nhiệm bảo vệ và duy trì miễn dịch cộng đồng đối với COVID-19 bằng cách cho người thân và trẻ em từ 5 tuổi trở lên đi tiêm vaccine nếu chưa tiêm và tiêm nhắc lại, tiêm bổ sung đúng theo quy định. Qua khảo sát hang Krono, hang động núi lửa dài nhất Đông Nam Á, đoàn chuyên gia phát hiện thêm một số nhánh mới. Các chuyên gia khám phá thêm khoảng 175 mét chiều dài. Với phát hiện mới này, chiều dài nhánh hang C7 tăng lên đến hơn 1.240 mét. Đây sẽ là nguồn tư liệu khoa học quý giá đối với di sản địa chất mang tầm quốc tế của tỉnh Đắk Nông, bổ sung giá trị cho hồ sơ tái thẩm định sắp tới. Hang C7 có đường kính cửa hang 20m, chiều cao 16m, chiều cao các vách dựng đứng trong hang từ 1,5m đến 10m. Hang động núi lửa Krono là một hệ thống hang động núi lửa trong đá ba gian, dài khoảng 10 km, xác lập kỷ lục về quy mô, độ dài cũng như tính độc đáo tại Đông Nam Á, được các nhà khoa học tìm thấy vào năm 2014. Chính phủ Anh sẽ chi khoảng 1 tỷ bảng Anh, tương đương với 1,2 tỷ đô la Mỹ để triển khai các dự án lắp đặt vật liệu cách nhiệt cho hộ gia đình từ đầu năm 2023. Theo đó, kế hoạch này nhằm mở rộng đối tượng được hưởng chính sách thay vì chỉ tập trung vào các hộ gia đình khó khăn hơn trước đây. Dự kiến, kế hoạch trên sẽ bắt đầu được thực hiện từ đầu năm sau đến tháng 3 năm 2026 và sẽ giúp nước Anh đạt được mục tiêu giảm 15% lượng năng lượng tiêu thụ vào năm 2030, còn các hộ gia đình có thể tiết kiệm hàng trăm bảng Anh mỗi năm. Hiện nay, các khoản trợ cấp lắp đặt vật liệu cách nhiệt áp dụng với những người ở nhà ở xã hội hoặc những người thu nhập thấp. Tuy nhiên, theo chính sách mới, khoảng 80% số tiền hỗ trợ trên sẽ cung cấp cho những người không đủ điều kiện được hưởng tính theo mức thu nhập nhưng nhà của họ không đáp ứng mục tiêu sử dụng năng lượng hiệu quả. Chính quyền thành phố Bắc Kinh cam kết sẽ cải thiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và cấm việc rào cổng các khu chung cư bị phong tỏa. Giới chức y tế Bắc Kinh cho rằng, trước sự gia tăng liên tiếp các ca mắc mới, Bắc Kinh phải tối ưu hóa các biện pháp kiểm soát dịch bệnh theo tình hình mới. Tuy nhiên, nghiêm cấm việc rào cổng ra vào của tòa nhà và khu chung cư ở các khu vực nguy cơ cao. Cần phải đảm bảo thông suốt lối đi lại trong các trường hợp đi khám bệnh, cứu hộ và thoát hiểm khẩn cấp. Trước đó, chính quyền Bắc Kinh cam kết sẽ thúc đẩy việc mở cửa trở lại các trung tâm thương mại và siêu thị bán các sản phẩm thiết yếu, cho biết các cửa hàng kinh doanh này sẽ được phép mở cửa trở lại một ngày sau khi bị yêu cầu đóng cửa và khử trùng do phát hiện có ca mắc COVID-19. Dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc đang tăng mạnh với số ca mắc mới công bố ngày 28 tháng 11 là hơn 40.000 ca và là ngày thứ 5 liên tiếp tăng kỷ lục. Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc Lee Sang-min ngày 28 tháng 11 cho biết chính phủ sẽ ban hành sắc lệnh hành pháp buộc các tài xế xe tải đình công phải quay trở lại làm việc nếu có nguy cơ cuộc đình công gây tổn hại nghiêm trọng đối với nền kinh tế đất nước. Cảnh báo được đưa ra tại cuộc họp chính phủ cùng ngày trong bối cảnh cuộc đình công do nghiệp đoàn tài xế xe tải tổ chức đã bước sang ngày thứ 5. Các tài xế yêu cầu chính phủ gia hạn các quy định tạm thời về đảm bảo cước vận chuyển tối thiểu do giá nhiên liệu cao. Theo thống kê của chính phủ Hàn Quốc, tính đến cuối tuần qua, hơn 5.000 tài xế xe tải từ khoảng 130 cơ sở trên
trên toàn quốc đã tham gia cuộc đình công. Giới chức cảnh báo chính phủ sẽ có hành động pháp lý đối với những tài xế xe tải từ chối tiếp tục công việc sau khi sắc lệnh đã được ban hành. Chính phủ Hàn Quốc chưa ban hành lệnh quay trở lại làm việc nào kể từ khi sắc lệnh này được thông qua vào năm 2004. Thưa quý vị, máy bay cỡ nhỏ lao vào cột điện cao thế ở bang Maryland khiến hơn 120.000 hành khách ở thủ đô Washington mất điện và đèn giao thông bị tắt. Máy bay một động cơ Muni M-20G đâm trúng đường điện cao thế tại hạt Montgomery thuộc bang Maryland của Mỹ chiều 27 tháng 11, tương đương với sáng ngày 28 tháng 11 theo giờ Hà Nội, trong điều kiện thời tiết nhiều mây mù và độ ẩm cao. Hình ảnh hiện trường cho thấy phi cơ mắc giữa các cột điện và các dây cao thế ở độ cao hơn 30 mét so với mặt đất. Công ty điện lực Pepco cho biết 120.000 khách hàng tại thủ đô Washington đang bị mất điện do tai nạn. Nhiều tuyến đường phải đóng cửa và hàng loạt đèn giao thông trong khu vực cũng ngừng hoạt động. Lực lượng cứu hộ đã làm việc xuyên đêm để giải cứu những người mắc kẹt trên máy bay. Lực lượng chức năng cũng đã huy động một cần cầu cỡ lớn để hỗ trợ công tác cứu hộ. Thưa quý vị, thế giới vừa vượt mốc dân số 8 tỷ người, nhưng thực tế là dân số thế giới lại đang tăng chậm lại. Vấn đề này đặc biệt rõ ở những nước mà sự khác biệt về quan điểm sinh con thể hiện ngay ở trong một gia đình. Hàn Quốc là một ví dụ. Tuyết bắt đầu rơi ở Kiev một tuần nay. Chị Yu Yang-yi, 30 tuổi, ở thành phố Seoul, Hàn Quốc. Bà ngoại chị có 6 người con, đến mẹ chị thì chỉ có 2 con. Và đến chị thì chị không muốn có con. Vợ chồng tôi thích trẻ con lắm, nhưng sẽ phải hy sinh nếu có con. Nên vấn đề là phải chọn và chúng tôi đã thống nhất là tập trung vào bản thân chúng tôi hơn. Hiện nay ở Hàn Quốc, nhiều người đồng quan điểm với chị Yu, chọn lối sống không có con. Cơ quan thống kê Hàn Quốc hồi tháng 9 công bố tỷ lệ sinh năm ngoái ở nước này là 0,81. Tức là số con trung bình của một phụ nữ Hàn Quốc trong giai đoạn tuổi sinh nở là dưới một con. Như vậy, Hàn Quốc đã năm thứ ba liên tiếp có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới. Hồi còn học đại học, tôi cũng muốn sau này có con đấy. Nhưng khi đi làm, tôi thấy đồng nghiệp nữ phải tập trung nhiều cho việc chăm con. Chẳng bao giờ thấy đồng nghiệp nam về sớm vì con ốm. Tôi nhận thấy tôi sẽ không thể tập trung cho công việc nếu có con. Nhiều người trẻ Hàn Quốc nêu lý do tương lai bất chắc khiến họ không muốn có con. Tương lai bất chắc theo họ thể hiện ở thị trường việc làm ảm đạm, giá nhà cao, trong khi chi phí nuôi con lại quá cao. Phụ nữ Hàn Quốc còn nêu lý do bất bình đẳng nam nữ khiến họ phải chịu trách nhiệm chăm con nhiều hơn chồng, trong khi ở nơi làm việc lại bị phân biệt đối xử. Các chuyên gia cho rằng dân số giảm có thể gây căng thẳng cho nền kinh tế Hàn Quốc, hiện đứng hàng thứ 10 trên thế giới, bởi lực lượng lao động thì thiếu hụt, trong khi chi phí chăm sóc người cao tuổi thì tăng lên. Thưa quý vị, thời gian này, người dân thủ đô Kiev, Ukraine đang đón những đợt tuyết đầu tiên của mùa đông trong tình trạng mất điện liên tục do Nga tập kích. Cuộc sống vốn thiếu thốn lại càng thêm phần khó khăn, khiến nhiều người dân thủ đô sẵn sàng rời bỏ nhà cửa để chuyển ra sống ở vùng ngoại ô. Tuyết bắt đầu rơi ở Kiev một tuần nay. Trong bối cảnh, thành phố thường xuyên bị cắt điện đột xuất và luân phiên do hạ tầng năng lượng liên tục bị tập kích. Thống đốc vùng Kiev cảnh báo tình hình có thể trở nên rất khó khăn khi nhiệt độ đầu mùa đông có thể giảm xuống âm 10 độ C. Xung đột kéo dài cũng làm giá thuê nhà ở Kiev giảm mạnh, khiến người dân sẵn sàng chuyển ra sống ở ngoại ô thành phố để có thể sử dụng máy phát điện và đốt củi để giữ ấm. Chuyển ra ngoại ô sống thì chúng tôi có máy phát điện. Và nếu mất điện, chúng tôi gần như vẫn có thể đảm bảo nguồn điện. Và chúng tôi có củi để đốt lửa nấu ăn. Có thể nói rằng hiện tại chúng tôi sống ổn hơn. Do mất điện định kỳ nên thị trường cho thuê nhà ở trong thủ đô có một số thay đổi. Người dân không muốn bỏ nhiều tiền để thuê mà vô cùng bất tiện khi ở. Và việc nguồn điện ổn định hay không rất quan trọng. Giá thuê cho cùng một căn nhà đã giảm gần 20% từ giữa tháng 10 đến nay, và tôi không biết giá cả sẽ xuống thế nào trong thời gian tới.
Để ổn định tâm lý người dân, Tổng thống Zelensky cho biết sẽ thiết lập hàng nghìn trung tâm trên khắp Ukraine, cung cấp điện, sưởi ấm, nước, dịch vụ Internet, liên lạc điện thoại di động và thuốc men miễn phí 24/24 giờ cho người dân.